Hello hello, xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản cập nhật mỗi tối thứ ba hàng tuần. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ có vô số những tin tức siêu nóng hổi. Ví dụ như là Black Myth Wukong cuối cùng cũng quay trở lại tại sự kiện Gamescom. Overwatch 2 bị đánh giá rất tệ trên Steam. Lineage teaser bị dislike thậm tệ ở Hàn Quốc. Và còn rất rất nhiều những tin tức khác nữa. Ok, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Let's go! Như các bạn đã biết, Black Myth Wukong là một tựa game nhập vai hành động dựa trên văn hóa dân gian Trung Quốc, lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký thế kỷ 16. Qua rất nhiều các video teaser, người chơi có thể thấy được sản phẩm lần này của Trung Quốc sẽ thuộc thể loại Soulslike. Bạn được điều khiển nhân vật Tôn Ngộ Không hay còn gọi là Hầu Vương, giao chiến qua nhiều loại kẻ địch khác nhau với 72 phép thần thông biến hóa. Mặc dù đã được nhá hàng tận năm 2020, cùng đồ họa và cốt truyện khiến game thủ phải trầm trồ, nhưng từ khoảng thời gian đó đến nay, tựa game này trở nên khá là im hơi lặng tiếng. Thì thoảng tung lên YouTube một hai video gameplay trailer và đã có rất nhiều lần delay ngày phát hành. May mắn thay, Game Science đã cho chúng ta một lịch ra mắt chính thức cho bom tấn Soulslike này. Cụ thể, game sẽ được phát hành vào mùa hè năm 2024. Black Myth Wukong sẽ có màn xuất hiện hoành tráng tại Gamescom vào cuối tháng 8. Các nguồn tin cực legit của trang Insider Gaming cho biết, nhà phát triển Game Science đã đưa siêu phẩm Soulslike này đến với fan hâm mộ tại sự kiện Gamescom với hàng tá thiết bị chơi game dành cho những người tham dự sự kiện. Ngoài việc có thể trải nghiệm trước trò chơi, Black Myth Wukong sẽ có một buổi World Premiere tại chương trình phát trực tiếp trên các nền tảng streaming như là YouTube và Twitch vào 1 giờ sáng ngày 23 tháng 8 theo giờ Việt Nam, dành cho những người không thể tham dự. Thôi thì anh em nào không đi được Gamescom chơi thử Black Myth Wukong thì ở nhà xem tạm trên YouTube vậy. PS5 Slim, một phiên bản nhỏ hơn của PlayStation 5, đã nhận được rất nhiều sự chú ý và đồn đoán của game thủ. Giờ đây, hình ảnh và video đã bị rò rỉ về một mẫu PS5 trông mỏng hơn và ngắn hơn một chút và có thể có ổ đĩa rồi. Ngoài ra, tin đồn cho thấy Sony có thể ra mắt PS5 Slim vào tháng 9 năm nay. Hình ảnh đầu tiên về PS5 Slim được đăng tải trên một diễn đàn ở Trung Quốc vào 3 ngày trước. Và hiện tại đã có một video bị rò rỉ ra ngoài cung cấp cái nhìn rõ hơn về thiết bị được đồn đại này. Đoạn video là từ Betterway Electronics, một chuyên gia sửa chữa PlayStation của Úc, cho thấy vỏ nhựa của một mẫu PS5 tiềm năng trong tương lai, rất có khả năng là một mẫu PS5 Slim. Nó có một chỗ phình ra cho ổ đĩa, một đường cong ở giữa với không gian nhỏ hơn cho lỗ thông hơi, hai khe ở mỗi bên của vỏ và cổng USB-C kép ở mặt trước thay vì một USB-C và một USB-A được tìm thấy trên các mẫu PS5 hiện nay. Và theo báo cáo mới nhất, phiên bản nâng cấp giữa kỳ PS5 Slim đang được nhà sản xuất cân nhắc, dự kiến sẽ được sản xuất sớm nhất vào năm 2023. PS5 Slim sẽ được tối ưu về kích thước để có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng máy hàng ngày của nhiều người dùng hơn. Cũng theo báo cáo, Sony đã ký thỏa thuận với TSMC để cung ứng chip lõi của PS5 Slim, nâng cấp từ quy trình 7nm lên quy trình 5nm nhằm mang lại mức tiêu thụ điện năng thấp hơn. Điều này tương tự như việc chuyển từ bộ xử lý sử dụng tiến trình 28nm trong PS4 gốc sang chip 16nm với PS4 Slim và PS4 Pro. Baldur's Gate 3, tựa game mới nhất đến từ Larian Studio đã gây ấn tượng với game thủ trên toàn thế giới dựa trên hệ thống game nhập vai Tabletop Dungeons & Dragons. Baldur's Gate 3 sẽ cho bạn một trải nghiệm không hề giống với bất cứ tựa game RPG nào bạn từng chơi trước đây. Game đặt tính sáng tạo của người chơi lên một tầm cao mới. Hầu như không có giới hạn nào trong việc tương tác với các sự kiện và cách thức xử lý tình huống trong game. Larian trước đó đã xác nhận rằng Baldur's Gate 3 đã bán được khoảng 2,5 triệu bản trong thời gian Early Access. Tuy nhiên, sự thành công của game lại đang khiến cho cơ số các nhà phát triển giật mình thon thót. Mới đây nhất, nhà phát triển độc lập Zalavian Nelson Jr. đã chỉ ra rằng Baldur's Gate 3 đã trở nên quá xuất sắc, đe dọa đến các nhà phát triển khác. Larian đã chấp nhận rủi ro lớn để đem đến sự thành công của trò chơi, khiến cho nó khó có thể đạt được bởi các hãng game khác, ngay cả các công ty lớn. Xavier viết khá là dài và mình chắc sẽ có nhiều người kiểu bĩu môi chẹp miệng kêu dài quá đọc. Nên mình sẽ tóm tắt ngắn gọn, đó là anh ta bày tỏ lo ngại rằng người chơi sẽ mong đợi tất cả các nhà phát triển cũng đi theo một tiêu chuẩn mới đã được đặt ra bởi nhà sản xuất Larian, bất kể tính khả thi và hoàn cảnh của hãng. Tuy nhiên, nhận xét này nhận về vô số những phản ứng tiêu cực từ phía game thủ trên Twitter. Họ cho rằng luận điểm này của Zalavia chỉ đang áp dụng cho các studio indie non trẻ, không đủ kinh phí và đang ngụy biện cho sự lười biếng cũng như hút máu các hãng làm game lớn. Mặc dù Larian chưa bao giờ bình luận công khai về chủ đề này, nhưng vào ngày 30 tháng 7, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của studio Sven Wicke đã chia sẻ suy nghĩ của mình trong podcast Friends Per Second. Ông nhắc lại thời điểm khi Assassin's Creed ra mắt, mọi người đã nói về việc tất cả các nhà phát triển khác sẽ tiêu tùng thế nào vì không ai có tài nguyên mà Ubisoft có thể tạo ra một siêu phẩm như thế này. Nhưng sự lo lắng và bất an đã được chứng minh là không cần thiết. Khi song song với siêu phẩm Assassin's Creed, chúng ta có các sản phẩm chất lượng khác thuộc nhiều thể loại như là Braid, Okami, Dead Space, v.v.
chúng ta vẫn có rất nhiều đội và rất nhiều tựa game thuộc các phạm vi và thể loại khác nhau, trong khi thương hiệu Assassin's Creed vẫn đang phát triển mạnh trong thị trường ngách của riêng mình. Nói về việc mọi người coi Baldur's Gate là tiêu chuẩn mới cho game nhập vai, Vicker cho biết, mọi người đã chơi Disco Elysium do một nhóm nhỏ hơn rất nhiều tạo ra và đó là một trò chơi tuyệt vời. Game hiện đã trở thành một tiêu chuẩn mới để loại phá án. Nhưng tôi là một fan cuồng của Into the Bridge, đó là tiêu chuẩn đối với tôi. Vì vậy bạn đã có cả đống tiêu chuẩn ngoài kia. Trò chơi duy nhất tồn tại trong vũ trụ của con trai út nhà tôi là Minecraft và đó là tiêu chuẩn đối với nó. Các tiêu chuẩn thay đổi liên tục, vì vậy không có gì gọi là tiêu chuẩn cả. Tôi không nghĩ rằng đây là điều mà mọi người nên lo lắng. Vậy còn các bạn viewer của Game Lab, các bạn nghĩ sao về chủ đề này? Hãy để lại comment bên dưới phần bình luận nhé! Mới đây thì Blizzard đã có một nước đi cực kỳ táo bạo khi quyết định đem tựa game Overwatch 2 lên cổng mua bán game nổi tiếng nhất thế giới, Steam. Và phải nói rằng cộng đồng mạng đang không được hài lòng cho lắm. Đấy là mình nói giảm nói tránh thế. Chứ thực ra thì trang Steam của Overwatch 2 hiện đang bị đánh giá vô cùng thậm tệ, với 91% trong số hơn 122.000 người đánh giá là tiêu cực, khiến cho game đang nhận về trạng thái đỏ lòm overwhelmingly negative trên Steam. Để giải thích cho điều này, thì mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Những drama trong nội bộ công ty, những lời thất hứa, cách Blizzard biến Overwatch 2 trở thành free-to-play nhưng lại cố gắng nhồi nhét vô số những hình thức mua bán khác vào trong game. Hầu hết những review mà mình đọc được đều đến rất nhiều từ những người đã từng chơi Overwatch 1, thậm chí có những người đã từng chơi cả ngàn giờ. Thành thực mà nói, Overwatch 2 không phải là một tựa game tệ. Cái tệ chính là cách mà Blizzard đối xử với nó, khiến tựa game này không thể phát huy hết được tiềm năng, chết dần chết mòn, và giờ đây họ vẫn đang cố gắng để vắt sữa nó. Phiên bản trên Steam được phát hành cùng với DLC Invasion mở khóa chế độ PvE. Nhưng ngoài cutscene, cốt truyện và lore của các nhân vật được làm khá tốt, thì gameplay lại không được đánh giá cao. Với 360.000, bạn sẽ nhận về khoảng 1 tiếng rưỡi gameplay. Không có tiềm năng để chơi lại, hệ thống AI cũng được đánh giá ở mức trung bình. Nói chung là đại đa số được đánh giá nó không xứng với cái giá $15 bạn phải bỏ ra. Mình thực sự cảm thấy rất đáng tiếc. Overwatch đã từng là một tựa game rất hay với cộng đồng ủng hộ đông đảo, nhưng liên tiếp những quyết định sai lầm của nhà sản xuất đã khiến cho một tượng đài game bắn súng giờ đây đang phải chật vật tìm chỗ đứng, mà cũng không biết có đứng nổi không nữa. Kèo này thật sự rất khó với Blizzard rồi. Thông tin tiếp theo sau đây sẽ là về tựa game đình đám Genshin Impact. Nếu bạn cũng là một người chơi Genshin như mình thì chắc hẳn cũng biết, ngày mai chúng ta sẽ chính thức được update phiên bản cập nhật 4.0 mở khóa thủy quốc phong trên rồi đúng không? Theo thông tin chính thức đến từ MiHoYo thì kích thước của gói tài nguyên tải trước trên máy tính có dung lượng lên tới 34,2GB, một con số phải nói là sẽ khiến cho khá nhiều người ngán ngẩm. Sau khi tải xong và kiểm tra thì mình cũng thấy là tổng dung lượng mà Genshin chiếm cho máy mình đã lên tới 93GB rồi, khá là khủng khiếp so với một tựa game gacha phải không nào. Cứ đà này thì cho đến khi hết Tây Vát thì mình dự đoán file của game sẽ lên tới 200GB mất. Ngày mai game sẽ bảo trì cập nhật lúc 5 giờ sáng và theo thường lệ thì đến 10 giờ là xong. Anh em nào muốn trải nghiệm nhanh nhất, mượt mà nhất thì mình nghĩ là nên tải luôn từ trước bây giờ đi nhé. À mà cũng đừng quên là tối mai kênh Game Lab chúng mình cũng sẽ ngồi livestream mở map mới luôn nha. Mong những bạn nào rảnh có thể ghé qua và ủng hộ chúng mình một view nhé. Một thông tin bên lề khác ngay trước thềm update Genshin Impact 4, đó là khi phiên bản được cập nhật chính thức, hai nhân vật đầu tiên xuất hiện trong banner sẽ là Yelan và Linnae. Về Yelan thì không có gì đáng nói vì đây là một nhân vật đã từng xuất hiện từ trước rồi, nhưng Linnae thì lại khác. Đây là một nhân vật mới toanh đến từ Thủy Quốc. Vậy nên như thường lệ, MiHoYo vẫn sẽ tung ra các đoạn teaser giới thiệu nhân vật này và mọi rắc rối bắt đầu từ đây. Các video teaser của Linnae trên các trang YouTube chính thức của Genshin Impact quốc tế hay Nhật Bản thì không có gì đáng nói. Thế nhưng, riêng video tiếng Hàn của nhân vật này lại nhận về một số lượng dislike lớn đến kinh ngạc. Vào thời điểm mình thực hiện bài viết này thì con số trên đã được kéo lại một chút rồi. Chứ trước đó đã từng có những lúc tỷ lệ dislike áp đảo hoàn toàn like luôn. Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra? Well, đó là vì cộng đồng Genshin Hàn Quốc có một bộ phận hệ tư tưởng khá là khác thường. Họ cho rằng những người thích nhân vật nam trong game hoặc role các nhân vật nam là đồng tính và họ sẽ chỉ role các nhân vật nữ mà thôi. Thậm chí họ còn khinh thường và chỉ trích những người dám nêu lên ý kiến phản bác bằng những từ ngữ rất xúc phạm. Về cơ bản thì trào lưu này đã có từ những ngày đầu khi Genshin mới xuất hiện rồi. Thế nhưng sự việc ngày càng trở nên căng thẳng khi MiHoYo quyết định censor các nhân vật nữ, nerf vật lý trong game. Ngoài ra những hình ảnh có phần fan service cho chị em xuất hiện ngày một nhiều, ví dụ như tương tác khá là thân mật giữa Ahatam và Calvet, hay là quả ảnh sinh nhật cực kỳ xú của Heizo. Các nhân vật được thiết kế nửa kín nửa hở như là Aether, Baizu và mới nhất là Linnae. Hiện nay nếu như bạn tìm vào video và xuống dưới xem phần comment, bạn có thể thấy cuộc chiến giữa hai phe vẫn đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Tuy số lượt view chỉ bằng 1/10 video phiên bản quốc tế, thế nhưng số lượng comment lại nhiều gấp đôi.
và một người chơi yêu thích và đã chơi Genshin từ những ngày đầu ra mắt. Mình thấy điều này rất là đáng buồn và chắc chắn nó sẽ còn để lại cái nhìn không tốt về cộng đồng Genshin Impact Hàn Quốc trong mắt game thủ trên toàn thế giới nữa. Một tựa game anh em khác của Genshin đó chính là Honkai Star Rail, ra gần đây cũng đang vô cùng sôi động với sự ra mắt của nhân vật cực kỳ hot đã được cộng đồng mong đợi từ rất lâu, Mami Kafka. Và như một phần trong chiến dịch quảng bá, vừa qua, MiYoYo đã tiếp tục đăng tải một video về Kafka cũng như cả hội thợ săn Steron vô cùng thú vị. Tên của đoạn video đó là Ngao Du Giải Ngân Hà, Jepela Nổi Loạn, cảnh 47. Nếu như bạn chưa xem thì hãy nên xem ngay đi nhé! Vì sau đây mình sẽ chỉ ra một vài chi tiết khá là thú vị mà bạn có thể bỏ qua trong đoạn clip dài 3 phút này. Đầu tiên ở ngay đoạn đầu của video ta có thể thấy là phiên xét xử của hội anh em Jepela. Phía đằng sau cửa kính chính là hình ảnh của chú mèo đen quen thuộc. Đây chính là chú mèo đen đã xuất hiện trong ảnh nền của Kafka. Hiện giờ giả thiết được nhiều người phỏng đoán nhất đó chính là chú mèo này là Elio, thủ lĩnh của hội thợ săn Steron. Tiếp theo ta cũng biết được rằng Steron ở mỗi hành tinh khác nhau có thể có rất nhiều tên gọi và hình dạng khác nhau. Ví dụ như nó có thể là một món đồ đấu giá, hay một mã meta, một lõi thép, vân vân. Và đặc biệt nhất phải kể đến đó chính là màn debuff của anh chàng robot cực ngầu, Sam. Đây là một nhân vật đã được nhắc tới rất nhiều lần trước đó thông qua một số câu thoại của Silverwolf, Blade và Kafka. Và mãi đến bây giờ chúng ta mới biết mặt mũi của Sam trông thế nào. Không biết với dàn nhân vật này thì hội thợ săn Steron đã tập hợp đầy đủ hay chưa? Liệu có còn thành viên bí ẩn nào hay không? Dù sao thì mình giờ đây đang cực kỳ hào hức và mong đợi được nhìn thấy đầy đủ tất cả bọn họ cũng như cốt truyện và diễn biến trong game. Và trên đây là toàn bộ nội dung của số bản cập nhật tuần này. Video được tổng hợp từ nhiều nguồn, thế nên nếu có gì sai sót, các bạn hãy comment bên dưới phần bình luận giúp chúng mình nhé. Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và subscribe cho Game Lab. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!